Hello mọi người nha, bây giờ là Hùng Lý hướng dẫn cách trộn bánh tráng nha mọi người nha. Trước hết là bánh tráng em đổ muối vô rồi và khô bò với lại khô nai, khô gì đó em không biết nữa, đậu phộng rồi này nọ trong đây. Bây giờ là tiếp tục nữa thì em sẽ đổ nước nước me, nước tắc này, nước tắc hay nước me gì đó mọi người. Người ta gọi là nước sốt. À, nước sốt nha mọi người nha. Đó, bánh tráng như vậy là một bịch em mới mua, một bịch là 35.000 nha mọi người, rất là ngon luôn nè. Bây giờ em chan vô nè mọi người, đó, xuất sắc chưa mọi người, nhìn đi nha. Đó, rồi xong bắt đầu rau găm mình đổ vô nha cả nhà nha, đổ rau găm vô đó. Dạ, đó mọi người nhìn đi, 35.000 mà rau của bò được nhiều lắm mọi người ơi, rất là nhiều luôn, rất là ngon luôn nha mọi người. Rồi bây giờ bắt đầu em đổ xoài vô nha mọi người nha, xoài vô đó. Ôi ôi mọi người nhìn đi, quá là ngon luôn. Và bắt đầu em đổ sa tế vô nha mọi người nha. Mùa dịch này chúng ta gọi là ở nhà nè, rồi có những món ăn vặt như vậy thì cũng rất là ngon nha cả nhà. Đây là em mua của một người bạn đó, và trứng cút chúng ta bỏ vào, bỏ trứng cút vào, đập hột gà. Một phần như vậy là 35.000, có khô bò, rồi khô bò khìa gì đó mọi người, và khô bò khô rồi đó. Nói chung là rất là ngon luôn nha. Thì bây giờ là em hướng dẫn cho mọi người cách trộn nha mọi người nha, nhanh gọn lẹ nha mọi người đó. Thì bây giờ đó, một gà vậy chúng ta xứng ra nha mọi người, chúng ta không có da chúng ta xứng kiểu này nha mọi người nha. Đó, dạ rất là ngon. Dạ, còn cái tắc này á, nếu mà chúng ta không có dao cắn đỡ gì nha mọi người, ví dụ chúng ta không có dao phải chịu, chúng ta nặng vô nha mọi người nha. Dạ đó, chúng ta nặng vô đây, găng quá mọi người ơi. Và bây giờ trứng cút quá là tổng cộng là 3 trứng, mà em lột hơn trứng nha mọi người, lột cho nó nhanh nhanh để chứ kia mọi người biết không, lột nhanh nhanh để ăn nha mọi người, chứ lâu quá em lột thì cái trứng cút nó bị bể gì kia, em gấp quá đó mọi người, bỏ vô luôn cho mọi người nha. Dạ, còn nữa nha mọi người, một trứng nữa. Nói chung là trứng cút rất là dễ lột luôn, nhưng mà tại vì nó bể là lý do là tại vì em lột gấp á mọi người, em nôn ăn rồi đó nè. Thấy mọi người nha, rồi mọi người nha, đó rồi nó bể chỗ này nhưng mà nó cũng rất là ngon nha mọi người. Quăng vô nha mọi người nha, bắt đầu mình chùi tay đó, mình chùi tay hình bỏ đây, mình bỏ đây, bỏ vô đây. Còn cái gác này lắc là chị vào dọn nha mọi người, sợ có đợi em trộn lên trộn lên nha mọi người nha. Người ta trộn xuất sắc nha mọi người. Rồi thôi mọi người nha, mình làm cháo nha mọi người, nó thấm nha mọi người đó. Bắt đầu xong nha mọi người, làm trộn lần nữa nha mọi người, mình ăn nha mọi người. Nếu có ngớt đó, mình lụm mình bỏ mọi người, lúc đổ đó mình ầm, còn cũng còn dơ mình bỏ. Rồi không có bánh tráng chẳng bánh xong nha mọi người, chúc mọi người một ngày mới vui vẻ ăn lành và hạnh phúc, về mang nha mọi người. Nhìn không bắt mắt mọi người, đợi tí em đi vào trộn bịch em đi vào thì mọi người sẽ thấy khác biệt như thế nào. Ngon, 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 ngon.